Mẹ là một cái luồng điển thiêng liêng, mẹ vốn vô hình vô tướng, nhưng ai có cảm thì được ứng. Mà mẹ ứng cho ai đây? Những người mượn danh của mẫu mà xưng hô đều là giả. Mẹ chẳng có mượn xác ai hết, mà cái xác nào thanh, tâm tốt, ăn ngay ở thật thì mẹ phóng quan điểm xuống cho người đó để làm việc. Còn những người không hành sự được như vậy thì chỉ trong hàng tổ cô, trong phủ quyền nữ mẫu không có mượn xác, và cha cũng không có mượn xác. Đây tôi nói trên cộng đồng mạng để mà thấu hiểu dần, chứ tôi không dám phê bình ai hết. Nguồn cội như thế nào và sự tích ra sao? Tôi xin thưa, những người đã có coi kinh mẫu rồi thì sẽ tường thông nghĩa lý hết. Còn những người chưa thì tôi cũng chỉ nói một cái phần khía cạnh, vì thành phần rất nhiều tôn giáo, mỗi người thì có đức tin bên Phật, người thì bên Chúa, người bên cha, người bên mẹ, các cái đạo pháp, người bên thầy, cho nên ít số người hiểu về mẫu quà. Mà chính tôi là người trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, hồi đó giờ đọc kinh giảng, đọc bài cúng, nhưng mà cũng chưa biết mẫu là ai. Thì hôm nay mới biết được. Và trong lúc tôi 18 tuổi thì tôi thấy mẫu ở trên hiện thân xuống, đứng ngoài một cái biển khơi mà trên dồ đá, kêu tôi lại, kêu con lại đây mẹ biểu. Tôi nói bà không phải là má của tôi không lợi. Kêu lần thứ hai tôi không lợi, đến lần thứ ba tôi cũng không lợi. Thì mẹ đến với tôi mới dỗ đầu nói rằng: con bị đọa xuống đây, con thiếu nợ trong gia đình đó, năm nay đã mãn chu kỳ rồi, con phải đi tu trở về với mẹ nha con. Thì lúc đó tự nhiên chân linh tôi thức tỉnh, tôi ôm chân mẹ như vậy mà tôi khóc nức nở. Tôi khóc không thể nào tưởng được, đến mà tôi giật mình thức dậy là ướt gối luôn đó. Thì sáng nói với cha mẹ, thì cha mẹ cũng là người tín đồ Hòa Hảo, cũng đâu biết mẫu là gì. Nói: con ơi, chắc là về trên cho con thấy biết vậy đó, nấu mâm cơm cúng đi, chứ cũng không biết mẫu là ai đó. Thì có duyên từ từ, mẫu dục thúc hoài thì xin cha mẹ không cho đi tu. Đó, cuối cùng tôi thấy tàu hải quân hồi thời kỳ trước, nó chạy vô một lát thì bị giật mình chết, tan xác rã hình. Thì tự nhiên tôi có cảm giác, tôi nghĩ rằng người ta cho con người ta ăn học đến thành tài, thành ông này ông kia, mà chỉ một tiếng nổ mà tan xác rã hình, không còn gì hết. Mình một cô thợ may về danh dự có bao nhiêu đâu mà mình tiếc. Thôi giờ dứt phát phải đi tu. Cha mẹ không cho đi, giờ quyết chí cũng đi tu. Thì lúc đó cô Năm đang dạy mai, học trò cũng đông. Cô Năm mới nói: các em chở dàn mai về đi, cô Năm dạy giùm cho đó. Giờ cô Năm phát tâm đi tu rồi. Thì chiều cô Năm trải chiếu ra, kêu bạn bè tới, đồ trong tủ tung ra hết, ai thích cái nào thì cứ chọn cái nấy. Cô Năm chỉ may ba bộ đồ đen, còn vàng dòng cô Năm ấy, vô hội cô Năm sắm là có đủ thứ hết, thì trao lại cho cha mẹ ở nhà. Rồi cô Năm ra đi tu.
tu thời gian thì tu bên cái khối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, mà đến đó thấy nam nữ xô bồ quá, cô Năm không thích. Cô Năm mới lợi một gia đình cư sĩ tại gia của anh chơi trường, thì cô Năm nằm nghỉ úp cũng giảng lên mặt vậy, thì tự nhiên thấy thầy đến kêu con phải trở về. Con cắt tóc ở thờ hình thầy như thế này, xây mặt về hướng này. Thì cô Năm dở cũng giảng ra thì thấy không ai hết, thì cô Năm mới xin chú Tám tiếng Tám đó là trở về nhà. Cô Năm mới lập trường là trồng 2 công đậu xanh và 3 công dưa hấu. Khi bán xong là cô Năm đi cắt tóc ở tu đó. Mà trước khi đó thì cô Năm phải đi học đạo 3 trường lớp. Một là phá đạo pháp khai tâm, 2 là phá sơ cấp, 3 là phá tu nghiệp đó. Thì cô Năm vô học hoài không thuộc bài nào hết. Cô Năm thua buồn mới đòi xuống làm công quả, nấu cháo nấu cơm, nhưng ban tổ chức không cho. Thì cô Năm tiếp tục phải vô lớp để học nữa. Nhưng lạ thay, khi vô học hồi đó chưa biết vô vi là gì hết, học bài thì không thuộc, mà tới giờ lên viết bài đề tài thì cô Năm khỏi viết giấy nhám, đặt vô là cô Năm viết suốt một bài. Cô Năm đem lên trước hết một cái lớp vậy 200 mấy chục người, mà cô Năm đem lên trước. Đến khi ngày thi là đưa đề tài phải lên diễn đàn đứng nói, thì cô Năm bắt đề tài không thuộc luôn. Thì cô Năm mới gục đầu xuống cái bàn vậy, cô Năm ngồi niệm Phật thôi. Tới 5 phút khỏ kiển kêu cô Năm lên là cô Năm rung hết là thiệt. Nhưng mà sao lên tới đó là cô Năm đứng nói thao thao bất tuyệt, như là mình đã thuộc lào hết từ mẫu chuyện, từ phải chú thích, từ câu, từ ý, từ lời mới kết thúc nó một cái đề tài. Thì rốt cuộc học một thời gian thì cái khóa nào cô Năm cũng đậu hạng ưu và thủ khoa đó. Một chuyện rất là lạ kỳ mà trong đời cô Năm mới thấy được cái quyền vi của Phật pháp. Không học mà tại sao mình biết vậy? Vô học đau hoài, chích thuốc ấp xe, nó phải mổ, rồi chán nản không muốn học nữa. Nhưng mà trái lại vô thi thì lại đậu. Thì tiếp tục để cô Năm nói thêm qua cái quyền linh của mẫu, chứ hồi đó chưa biết mẫu là ai. Thì sau này cô Năm đi tu, qua thời gian cô Năm tịnh thì cô Năm thấy mẫu về dạy cô Năm những sự này, những sự việc kia. Rồi tự nhiên cô Năm sáng tác, gặp lá đổ cô Năm cũng sáng ra bài thơ, gặp mưa cô Năm cũng sáng tác ra bài thơ, gặp cảnh nào cô Năm sáng tác bài thơ nấy. Rồi để đến với cô Năm, cái cô Năm cho con một bài tâm lý là cả cuộc đời của con. Lúc đó nó lạ thường như vậy. Thì qua một cái thời gian đó, người ta đến với cô Năm rất là đông đó. Thì đến ngày tiếp thu là cái ngày khó khăn nhất, là không được quy tụ người đông. Thì cô Năm mới cất cốc ở tu tịnh, được cái sự chuyển hóa. Mà cô Năm cũng đau hoài chứ không mạnh cũng như bây giờ vậy. Đến khi ăn trên kêu trả nghiệp cho cô Năm. Thời gian này kể hơi dài, tôi nói tắt đi đó. Thì cô Năm mới vậy, cậu Năm mới dẫn đi thầy để khai mở cho cô Năm biết sao mà hành đau hoài như vậy, thuốc trị không hết. Thì không thầy nào khai mở được. Đến ngày đó chú Năm dẫn cô Năm qua vô chư thần, thì sao Đức Phật thầy tá điển vô cho chú Năm.
mới khai mở cho cô Năm. Là từ đó tới sau biết nói Pháp, nói Pháp ứng khẩu luôn. Đó, là tới bây giờ. Chứ không có thầy bà nào khai mở cô Năm được hết. Đó. Thì thời gian mẹ mới cho cô Năm trị bệnh. Trị bệnh chỉ có bằng một ly nước lạnh thôi. Đó. Mà bệnh gì, bệnh điên, bệnh khùng gì cũng hết. Chú Năm dạy kêu bắt mạch, đang dạy thuốc. Cô Năm nói, cô Năm không có khả năng làm cái đó. Giờ tôi dòm người nào là tôi biết bệnh đó. Mà tôi chỉ một ly bạch thủy là cho người ta uống hết rồi. Còn làm như ông rất là cực khổ. Tôi làm không được. Đó. Thì cô Năm bắt đầu trị bệnh cũng mười mấy năm. Thời gian đó cũng khách dữ lắm. Sáng là ngồi đặt hết trơn. Rồi 6 năm nay bắt đầu cha xuống lệnh không cho trị bệnh nữa. Vì cha giao lệnh cho cụ quyền ai nấy xử lý con cháu. Người ta dạy mà mình thò tay vô mình cản thì mình phạm lỗi. Đó, nghiệp ai nấy trả, quả ai nấy mang. Con phải lo đại sự, còn tiểu sự để người khác lo. Là cô Năm dừng đến năm nay là không còn trị bệnh nữa. Đó. Thì tới giai đoạn mẫu kêu cô Năm uống nước 100 ngày để thanh lọc cái xác. Mà đâu có biết phải lập cung cõi như vậy đâu. Thì nghe lời vậy cũng đóng cửa quán để đi vô trong này có cái cốc ngồi tịnh thủy đúng 100 ngày. Xong rồi mẫu mới thấy như hiện thân đứng trước mặt mình luôn vậy. Biểu con phải cất cái sân đằng trước của cái ngôi ở trong. Mà lúc đó quá khổ, không có tiền, không biết phải làm sao. Thì mới giái với mẫu, nếu mẫu muốn vậy mẫu phải chuyển cho con có để con làm. Thì cô Năm dẫn người ta lên bồ hông giếng. Tự nhiên có cô Sáu, chị cô Út Hòa đó, kêu chị Năm ơi, chị cần sửa nhà cất nhà gì không, em bán 3 triệu cho chị nè, chừng nào có trả tiền. Thế tôi mới nói thời mai đưa tới rồi, vậy cô bán cho tôi 40 cây nha. Rồi cô hứa xong về cái kêu huynh đệ lên chặt giá. Thì nó cái nền mà cái dầu đá lên cao vậy mà mình không có tiền làm sao mướn. Mẹ ơi, mẹ chuyển giùm có người tới để mà tiếp con đi, không có tiền mướn. Tự nhiên hai người lưng nách, mập mạp như con vậy nè, lên là cuốc đá banh ra làm đo đắng, làm cái nền. Thì mấy ngày hết gạo, cô Năm không biết tính sao mới ngồi nói mẹ ơi, con hết tiền mua gạo cho công quả ăn rồi. Mẹ chuyển đổi cho con đi. Cái tự nhiên có quen Quân Ba Thành bên Mỹ, mới nói Quân Ba ơi, về tiếp muội đi. Hồi đó đâu có điện thoại là gì. Thì sáng xách giỏ ra đặng đi lên chùa mua 1.20 triệu gạo. Thì tự nhiên có người gánh tới 200 kg gạo đem tới. Bà Năm ơi, mấy người dân tộc á, người ta kêu con gánh gạo tới cho bà đây. Tôi nói ai đâu vậy, chứ một lát người ta tới à. Thiệt tình một lát là Quân Ba Thành bên Mỹ nó tới. Đó. Nói cũng như là thần thoại thiệt. Không ai tin. À, cái nói tôi về tôi tiếp chị nè. Mà đâu biết mình làm cái gì mà tiếp. Mà dựng cái ngôi lên nửa tháng không có tiền lợp. Cái cô Năm với chú Năm ngồi mới than đấy. Mình cất ngôi mẫu không lẽ mua cao su mà lợp. Tội nghiệp mẹ quá đi ông ơi. Cái nói giờ biết tính làm sao giờ. Cái tôi nói mẫu linh thiêng, mẫu chuyển đi. Chứ con làm cái không, không có cái có, làm sao mà lo cho được. Cái Quân Ba Thành lên mới nói sao cắt ngôi gì mà để như vậy. Tôi nói không có tiền lợp của nơi. Nói lợp với dần chừng bao nhiêu. Nói 5 triệu. Đây nè, lấy 5 triệu nè, đi mua thiết lợp đi.
Mấy đại thấy không, mẹ chuyển một cách rất linh thiêng, gửi tự nhiên chuyển cái người nước ngoài, người về cho 100 đô, người về cho 100 đô, cái sắm sửa thờ cúng này kia nọ đó. Mà đó đâu có tượng cốt mẫu, tôi lấy cục đất tôi đắp một cục gì nè là tôi thờ mẹ đó đó. Thì sao lại ngoài thành phố người ta cho một cái tượng 1m6 đem lên thờ cũng mà không được 1 tháng nữa là chánh quyền lên khiêng xuống không cho thờ, cũng rất là trưng chiên. Nhưng thì thôi, không có thờ tướng cốt thì mình thờ cái không, cục đất cũng là mẹ đó. Thành ra từ dạo đó tới bây giờ thì mẹ không cho bán nữa mà phải vô trong này để lo Phật pháp, càng bán y xèo mà càng thiếu nợ. Mà kêu vô đây không cho bán là sợ con mình chết đói, không có tiền đâu cho 4 đứa ăn học, rất là lo sợ. Chú Năm ổng lo, chú Năm nói ông đừng lo, đói tôi dâng thủ cấp cho ông chặt, ông nghe lời tôi đi đó. Thì ban đầu cô Năm xin là bán sáng tới 11 giờ là vô đây cúng lại, rồi ngày mai cũng vậy. Bữa đó 11 giờ xách cái nón đặng sửa sạn vô đây thì có 2 người khách tới mua 2 dĩa cơm. Cô Năm lợi bới 2 dĩa cơm rồi cô Năm ngã cái ạch liền, xỉu liền, bắt đầu mới khiêng vô đây mới xin sám hối đó. Rồi đó tới sau không dám nữa, là quyền linh của mẹ nha đó. Thì sao rất là khổ. Một cô Năm nằm đúng 9 ngày hành, hành cô Năm ăn uống không được. Thì đêm đó thấy chú Ngà với chú Dũng đang làm một con lộ. Cô Năm mới nói, mấy chú này làm lộ về đâu vậy? Cái nói con làm về củ phẩm mà cô Năm. Cái là cô Năm biết liền, sáng cô Năm xách cái giỏ đi qua củ phẩm. Qua bển thì tự nhiên ông Năm á, già đó ở góc đó, cầm cái chân dung của mẫu trong khuôn kiến vậy nè. Ra là cô Năm ơi, chắc cái duyên của cô, tôi xin tặng cái chân dung của mẫu này về cô thờ đi đó. Tôi nói vậy sao? Vậy là hành tôi 9 ngày nay kêu tôi qua đây là thỉnh cốt mẫu về. Mà cái nhà đó là mưa dột á, phải căng miếng cao su trên bàn thờ vậy nè để thờ cái cốt của mẫu, hình mẫu. Thì cái cô Bến Tre lên nói, chị Năm ơi, chị thờ mẫu về chị phải tụng kinh mẫu. Tôi nói tôi hòa hảo mà sao mà tụng kinh mẫu được đó. Rồi thôi, cái cổ cho một cuốn, tự nhiên thằng gì là công an nó bắt người ta tụng kinh mẫu, nó lấy nó cho cô Năm. Cô Năm cũng không thèm coi luôn, mới cho thằng em chồng. Nửa tháng sau có thằng với Cà Mau đem lên, cô Năm ơi, cô tặng cho cô quyển kinh mẫu. Tôi nói ủa sao mà cứ đem tới hoài vậy nè, hồi trưa không có khách đâu, nằm đọc coi làm sao. Thì đọc tới cái đoạn mà mẹ nói, mẹ ban cho các thứ cho chúng sanh mà không có một ngôi miễu nhỏ, không ai thờ hết đó. Cái bắt đầu cô Năm khóc nức nở luôn vậy đó. Đọc hết quyển kinh rồi cô Năm khóc quá khóc rồi. Thì từ đó tới sau cô Năm bắt đầu tụng kinh mẫu. Thì giai đoạn tất cả tín đồ Phật giáo hòa hảo, huynh đệ, tu sĩ quen với cô Năm rất là nhiều, vì cái uy tín của cô Năm hồi đó rộng lớn lắm. Thì nói là cô Năm tà đạo, ông lên bà xuống mới thờ mẫu. Rồi quý sư tới nói Phật là lớn hơn hết, mà tại sao thờ mẫu ở trên mà Phật ở dưới? Thì cô Năm mới nói là bây giờ tôi hỏi quý thầy, khi cha mẹ lúc nghèo chỉ học có lớp 5 trường làng thôi, ví dụ vậy, nhưng mà sau sanh con ra thì thấy mình dốt nát không bằng ai,
phải lo cho con mình ăn học. Tới đại học thì học qua bác sĩ hay kỹ sư hay các ngành nghề khác. Mà như vậy khi con đã thành tài rồi, có còn kêu bà này bằng mẹ hay không? Giờ sư trả lời giùm đi. Như vậy người con này lớn hay là mẹ lớn? Không có bà mẹ này sanh thành ra đứa con mà nó học được thành kỹ sư bác sĩ thì như thế nào? Cô Năm trả lời rồi là em ru luôn, không có đừng trả lời. Thì cô Năm mới quay về lịch sử và ý nghĩ Đức Quỳnh giáo chủ đó thì dạy bài cúng trước hết Nam Mô Thiên Hoàng, mới Địa Hoàng, mới Nhân Hoàng. Mà Thiên là ai? Thiên là Cha Trời. Địa là ai? Là Địa Mẫu. Đó, hai khối linh quang này từ vô thủy vô chung khi chưa có loài người, mà cái khối linh quang giữa cha và mẫu mây hợp lại thành một đại khối linh quang, mới hóa sanh ra con người, hóa sanh ra muôn loài vạn vật, rồi cho xuống trần là 96 ức linh căn đó, mà xuống đây đều là bị mê bị nhiễm hết, về mới có 2 ức thôi, còn 94 ức linh căn nữa. Thì vào một cái thời kỳ cuối cùng này, bên Cao Đài thì rằm tháng 8 người ta cúng hội yến, là cái hội bằng đào ở trên cảnh giới tiên. Còn cô Năm cúng đây là mẹ khi trước cởi chim loan hạ xuống tỉnh Thiểm Tây, đó là bên Trung Quốc, mới viết ra kinh sám để độ đời, gọi các linh căn để trở về và cho các chư Bồ Tát Thánh Hiền xuống để mở đạo dạy đời cho tất cả giác ngộ, để quay về cho kịp cái hạ quân hạ này qua 3 chu kỳ. Mà cô Năm thường nói thượng quân thượng, thượng quân trung, thượng quân hạ, trung quân trung, trung quân thượng, trung quân hạ, rồi hạ quân thượng, hạ quân trung, hạ quân hạ, là 3 chu kỳ này. Thì bây giờ đã hạ quân hạ là hết đời rồi, sắp kết thúc để bước qua thượng quân thánh đức, hội Phật thánh tiên đó. Cho nên các vị Bồ Tát Thánh Hiền cũng xuống dưới trần đều là mang xác thân con người hết, nhưng mỗi người mỗi việc. Người thì lo cho đất nước, cho đồng bào xã hội, người phải mở đạo dạy đời như Đức Quỳnh giáo chủ, và bên đạo Cao Đài, bên đại Thiên Chúa cũng vậy, cũng có một người lãnh đạo để dạy cho chúng sanh biết đường lối để qua về đó. Thì người ta không biết được vô vi, người ta không có tin, người ta nói mình mê tín dị đoan, mà thật ra cô Năm từ với Dũng Sình cái khổ không cùng tận, mà chỉ nhờ mẫu, mẫu mà vớt cô Năm, đem cô Năm lên để tắm gội sạch sẽ, để rồi phát huy một cái chánh pháp của mẹ và cho học đạo của thầy đó. Để rồi mới có ngày hôm nay là cô Năm mới được như thế này và lập cảnh ở đây. Tuy rằng cung ngôi rất nhỏ, không bằng chùa chiền của các vị thầy, vị sư hay là vị thầy tổ của mình, nhưng mà trong cái nhỏ mà có cái tình thiêng liêng, có mẹ ngự, thì tất cả ai cũng có hồn thiêng hết,
thì được sự dẫn chuyển của mẹ và được tiếng gọi của hồn, hồn thiên ở trên kêu gọi mới chuyển trở về quy tụ nơi đây. Chứ cô Năm đâu có tài nào mà kêu gọi ai được. Đó. Thì qua trung gian thể xác của cô Năm, dốt nát chỉ lớp 3 trường làng thôi, thì làm sao nói pháp ứng khẩu được, nói thi thơ được. Nhưng nhờ cũng linh điển của mẹ và do công đức niệm Phật của cô Năm hành tu đó, chẳng nài gian khổ, chẳng nài khen chê, thế gian muốn nói gì cũng được đó. Nhưng cô Năm tự biết cô Năm là ai, cô Năm nên làm cái gì và cô Năm thể hiện như thế nào mà được ơn trên ban cho cô Năm như thế này, thì dầu đau, dầu bệnh, dầu khổ như thế nào, cô Năm cũng phải cố gắng và chịu nhục nhã, chịu chê bai, phê bình đủ cách hết. Thì cô Năm nghĩ rằng một người mà người ta chê nói mình, mà trăm người, ngàn người người ta thương mình, thì đâu có gì một người này mà bỏ hàng trăm, hàng ngàn người khác. Vì trong cái giác ngộ thì người ta hiểu rồi, người ta tự đi, tự biết. Còn thương cho những người chưa biết giác ngộ thì cô Năm phải tận lực, phải hy sinh, phải nói lên để mà cho người ta biết nguồn tội, để trở về với cha mẹ thầy tổ. Chứ chỉ có Phật là duyên giác, không mê, không nhiễm. Còn hàng thánh, hàng tiên đều xuống trần bị ô, bị nhiễm hết. Mà bây giờ được mở mang cơ lý đạo đức, bây giờ cũng nhiều người biết đến mẫu rồi. Thành ra các con căn của mẹ bây giờ được giác ngộ thức tỉnh, về với mẫu cũng rất đông. Nhưng bên Phật giáo thì thật ra những người đạt vô vi, người ta tin mẫu. Quý thầy cũng có biết được mẫu, còn quý thầy chưa đạt vô vi thì không tin tưởng, nói rằng mình mê tín dị đoan. Mà bên khối Phật giáo Hòa Hảo cũng vậy, cũng nói rằng cô Năm mê tín dị đoan. Mà đọc giảng của thầy lào lào, mà thầy lãnh định của ai? Cũng của cha, của mẹ xuống đây mà. Mà xuống đây để làm cái gì? Đó. Đâu có ăn không ngồi rồi mà ích kỷ tu thân. Thầy nói có lý nào ích kỷ tu thân? Phật tổ xưa còn ở dương trần, ngài gắng sức ra công hoằng hóa, nền đại đạo lưu thông khắp cả, bậc tiên hiền điều trọng Phật gia. Đó. Mình đâu có tu riêng mình được. Bởi một vị đó nói cô Năm á, nhà mình rác không không quét mà đi quét nhà người ta. Thì bây giờ ai có rác thì cứ cầm chổi mà quét đi. Còn người không khả xả rác thì có đâu mà quét. Phải không? Còn người nói nhà sạch thì khách sang tới. Nhà ta không có rác thì người mới tiếp được những cái luồng điển thanh quang của Phật Thánh Tiên, của các đứng bề trên, mới nói ra bạch tự tâm kinh được. Chứ nhiều người kỹ sư hay là học trường lớp lớn, nhưng mà chỉ viết ra một bài 4 câu hoặc 8 câu thơ đồ cũng là khó, phải nặng óc để mà suy nghĩ mà viết. Còn cô Năm đâu có học gì đâu, nhưng mà cứ nói là nói, do tâm mình ấn, do bộ đầu mình mở khai, chẳng ai mượn xác, vô xác, ra xác gì hết, mà mỗi người đều có Như Lai Phật tánh. Mà mình mở được cái chìa khóa tâm linh, Phật tánh mình được khai mở, thì mình thông được. Mình không dám nói thông thiên địa, thì mình thông được cái pháp lý, lý lẽ của nhà Phật.
Thì mẹ là một cái vị tối cao, chuyển cả càn khôn và cho tất cả rồng nằm các nơi. Mẹ muốn cho sụp đất chỗ nào là sụp chỗ đó, muốn diệt chỗ nào lệnh của mẹ. Ai biết mẹ thì mẹ ban thưởng cho cơm no áo ấm, cả cuộc đời không bao giờ khổ. Chính cô Năm là cái khổ tận cùng, không có lối ra. Nhưng nhờ mẹ mà hôm nay cô Năm được như thế này, mà huynh tụ, huynh đệ xa gần không mời dẫn đến. Ngày nay là ngày kỷ niệm của mẹ, ngày 17, ngày mai là ngày 18 đó. Các nơi từ Đà Nẵng, từ thành phố, từ Cần Thơ, từ Long Xuyên, từ An Giang, từ Châu Đốc, từ Cà Mau được cũng lên hết, cũng đến. Bây giờ chỗ của Nam không còn chỗ chứa nữa đó. Nhưng mà đâu có khả năng để mình làm cho rộng ra, để bà con về có nơi có chỗ. Nhà nước cũng cấm xây dựng nữa, cũng rất là khổ đó. Cô Năm thấy đau thương lắm, đến chen chúc với nhau để ngồi, để làm lễ mẹ thôi đó. Cho nên rất là nhiều người khi biết mẹ rồi thì người ta tin tưởng, rất là tin tưởng trọn vẹn. Mà những người tin tưởng mẹ rồi đó, thì thử thách nhã nhồi trước, sao mẹ mới ban cho đồ đầy đủ. Cho nên mô Phật mới đến đây. Dạ, mô Phật. Vô ngồi nghỉ rồi. Mẹ là một cái luồng điển thiêng liêng, mẹ vốn vô hình vô tướng, nhưng ai có cảm thì được ứng. Mà mẹ ứng cho ai đây? Những người mượn danh của mẫu mà xưng hô đều là giả tạm. Mẹ chẳng có mượn xác ai hết, mà cái xác nào thanh, tâm tốt, ăn ngay ở thật thì mẹ phóng quan điển xuống cho người đó để làm việc. Còn những người không hành sự được như vậy thì chỉ trong hàng tổ cô, trong củ quyền mượn thôi, chứ mẫu không có mượn xác và cha cũng không có mượn xác. Đây tôi nói trên cộng đồng mạng để mà thấu hiểu giùm, chứ tôi không dám phê bình ai hết. Bây giờ rất lý lẽ của nhà Phật. Thì mẹ là một cái vị tối cao, chuyển cả càn khôn và cho tất cả rồng nằm các nơi. Mẹ muốn cho sụp đất chỗ nào là sụp chỗ đó, muốn diệt chỗ nào lệnh của mẹ. Ai biết mẹ thì mẹ ban thưởng cho cơm no áo ấm, cả cuộc đời không bao giờ khổ. Chính cô Năm là cái khổ tận cùng, không có lối ra. Nhưng nhờ mẹ mà hôm nay cô Năm được như thế này, mà huynh tụ, huynh đệ xa gần không mời dẫn đến. Ngày nay là ngày kỷ niệm của mẹ, ngày 17, ngày mai là ngày 18 đó. Các nơi từ Đà Nẵng, từ thành phố, từ Cần Thơ, từ Long Xuyên, từ An Giang, từ Châu Đốc, từ Cà Mau được cũng lên hết, cũng đến. Bây giờ chỗ của Nam không còn chỗ chứa nữa đó. Nhưng mà đâu có khả năng để mình làm cho rộng ra, để bà con về có nơi có chỗ. Nhà nước cũng cấm xây dựng nữa, cũng rất là khổ đó. Cô Năm thấy đau thương lắm, đến chen chúc với nhau để ngồi, để làm lễ mẹ thôi đó. Cho nên rất là nhiều người khi biết mẹ rồi thì người ta tin tưởng, rất là tin tưởng trọn vẹn. Mà những người tin tưởng mẹ rồi thì thử thách nhã nhồi trước, sao mẹ mới ban cho
đồ đầy đủ. Cho nên Mô Phật mới đến đây. Dạ, Mô Phật. Vô ngồi nghỉ nè. Mẹ là một cái luồng điển thiêng liêng, mẹ vốn vô hình vô tướng, nhưng ai có cảm thì được ứng. Mà mẹ ứng cho ai đây? Những người mượn danh của mẫu mà xưng hô đều là giả tạm. Mẹ chẳng có mượn xác ai hết, mà cái xác nào thanh, tâm tốt, ăn ngay ở thật thì mẹ phóng quang điển xuống cho người đó để làm việc. Còn những người không hành sự được như vậy thì chỉ trong hàng tổ cô, trong củ quyền mượn thôi, chứ mẫu không có mượn xác và cha cũng không có mượn xác. Đây tôi nói trên cộng đồng mạng để mà thấu hiểu giùm, chứ tôi không dám phê bình ai hết. Bây giờ rất là nhiều người mượn danh của mẫu, mượn danh của cha để lợi dụng, để gạt lừa, để làm tiền bá gia bá tánh. Vì chỗ đó tôi rất đau lòng, mà nói ra thì đụng chạm, vì mình đã chứng kiến, mình đã thấy rồi. Thì bây giờ mình chỉ nói lên chung chung chút đỉnh vậy thôi. Thì ai tu phải có trí tuệ, có một cái chánh kiến để thấy đâu Phật, đâu Thánh, đâu Tiên rõ ràng để nhận định, chứ đừng quá mê lầm. Lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để làm thợ khéo sơn gia, rồi sau này đến lúc phong ba giông gió lớn cục kèo sẽ gãy. Đó. Cho nên cây nào chẳng có lá vàng, đạo nào chẳng có những hàng vũ tu. Cây nào chẳng có lá xanh, đạo nào chẳng có những anh chị lành. Cho nên có thiệt có giả. Cho nên chúng ta sống trên thế gian này thì làm sao tránh khỏi những cái điều sơ sức. Thì mong rằng nhận cho kỹ, biết cho rõ. Cô Năm nói đây để phân biệt rõ ràng, để cho cộng đồng mạng huynh đệ để hiểu chung đó, để khỏi lầm lạc. Những người mượn đạo tạo đời làm lem ố cửa Phật và làm ô nhiễm cửa thiền. Cho nên lên mạng rất nhiều, Cô Năm cũng thấy rất nhiều phần, nhưng mình không dám phê ai được, chẳng dám chê ai được. Tùy duyên, như uống rượu thì bạn rượu tới, phải không? Chơi nhà chòi thì nít nó thích nhà chòi, nó đến nó chơi. Đó. Còn nhà chùa các sư các sãi thì bên các sư các sãi đến. Đó. Tức là nhà sạch thì khách sang. Ai xả rác nhiều, đua chơi nhiều thì những hạng đó sẽ tới. Đó. Nếu phe nào phe nấy từng phe đó, quốc độ nào trở về quốc độ đó. Thành ra nó có nhiều cấp bậc khác nhau. Vì thế đó mà rất thương cho những người còn kém khuyết, nó quá mê tín dị đoan rồi phải xa làm lầy cạm bẫy. Riêng là đệ tử của ông á, mà chính là bạn cô Năm, rủ ren cô Năm đến đó và đưa những cái quyển sách của ông cho cô Năm đọc. Cô đọc hai trang thôi là cô biết cái gì. Đó. Và nó mời ông về đây để mượn cái cảnh này, có ý đồ để làm việc cảnh Thiên Cấm Sơn. Nhưng cô Năm không đồng ý. Cô Năm nói cô đã đi lạc đường rồi, long qua không có một chờ một nhóm, long qua đại hội cả các nước đều quy tụ về và trăm họ bá quan các miền
đều chấn động vang rền. Tiếng nói của giáo chủ hội Long Hoa là Phật Vương Di Lặc không phải tầm thường, mà một nhóm này Long Hoa, một nhóm kia Long Hoa, toàn là đồ giả không, không có thật. Nói cho quý vị nghe để lầm lạc uổng thay một kiếp tu của mình, đi sai trật một con đường uổng thay một kiếp đó. Thì mong rằng tất cả quý vị, ai có trách nhiệm thì người ta ra người ta làm việc. Ví dụ người chạy xe lôi, xe kéo, người phải bán hàng rong, người phải ra chiến trường bảo vệ quê hương đất nước, người ngồi văn phòng, người thì phải quét rác. Mỗi người mỗi vai trò do căn bổn của người ta. Chứ đừng thấy người ta dày rồi mình chê, khác mình chê, nói xiên nói xỏ, đều phân biệt cao thấp, rồi sân si ái ố. Nó thì nó rất uổng cho đời tu của mình. Còn cô Năm chấp nhận lên nói trên cộng đồng mạng, cô Năm chẳng có sợ. Chứ tà giáo nó mưu mô đủ cách để nó diệt cô Năm, nó hại cô Năm, nó phá danh dự cô Năm. Mà cô Năm có danh dự đâu mà sợ, cô Năm đâu có của đâu mà sợ mất, phải không? Cô Năm chẳng sợ gì hết, mà đường đường chánh chánh, trực thẳng một cái con đường chánh pháp, và mở cái lối đi cho cô Năm cùng huynh đệ cùng đi. Thì hôm nay cô Năm nói ra ý nghĩa của mẫu. Mẫu rất thiêng liêng, màu nhiệm không diễn tả được khi ai có đức tin với mẫu. Còn ai không có đức tin thì không đạt được, không thấy được, thì phê phán e rằng tội rất nặng. Mong rằng quý vị chưa từng nghe chưa từng thấy thì nên xem qua một cái đoạn kinh của mẫu đi, rồi sẽ biết hết nguồn cội như thế nào. Chứ trên YouTube này cô Năm không nói hết được nha. Trong cái quyển kinh của mẫu rất nhiều việc mà quan trọng lắm. Thì đến đây cô Năm cũng nói ít lời qua văn tự thôi, để khuyên huynh đệ. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh, Nam mô A Di Đà Phật. Tháng 10 đã đến rồi đây, 17 đúng nhật nơi này đoàn viên. Thập bát tháng 10 mẹ hiền, nơi nơi chốn chốn hữu duyên quay về. Thiên sơn cấm địa tổ tề, nữ nam lớn nhỏ mọi bề kinh dân. Hướng đăng quá hòa các tầng, đệ huynh nam nữ mọi phần hiểu ra. Cội nguồn của mẹ cùng cha,
ban cho tất cả nhà nhà ấm no. Biết rồi ta phải cố lo, nhớ ơn của mẹ ban cho con trần cơm ăn áo mặc mọi phần. Trên trời cha đổ lần lần giọt mưa, con mẹ khuya sớm cùng trưa, hóa thân mọi thứ thích ưa con trần. Mẹ say mẹ chuyện cơ dân, hôm nay nơi cảnh non thần về đông, ai người cảm nhận nơi lòng thương cha nhớ mẹ ta không quên nguồn. Ai mê danh lời mẹ buồn, nguồn tàn sắp hết lớp tuồng bước sang. Thiên ân sách chỉ khai màn cho trong trăm họ biết đàn mà đi. Cơ đại tạo quyền di chuyển dần, để huynh mình tiếp cận hiểu ra. Dặn lòng mật niệm ma, mong sao tất cả nhà nhà tương ưng. Hôm nay thật rất vui mừng, xa gần tất cả các tầng thượng trung, hòa nhau trong buổi đời cùng về nơi mảnh đất trung ương thiên đài. Thiên môn đúng nhật là ngày mở khai địa cảnh cho rài các căn, hiểu ra để biết tầm phân, trở về nguồn cội con căn mẹ chờ. Mong sao huynh đệ thờ ơ, quay về nhớ mẹ bên bờ nao nương. Vòng tay của mẹ tình thương dạy cho con trẻ trần dương đủ điều.
Mẹ nay bắt sẵn cầu kiều, cho trong trăm họ sớm chiều bước lên. Tam kỳ buổi hà chớ quên, mỗi diện cố gắng lập nền đức công. Mẹ thương mẹ ấm mẹ bồng, mẹ đau bỏ trẻ đau lòng dấu rơi. Mẹ xem cảnh trí trần đời, phóng luồng quang điện mẹ thời nhủ khuyên. Hỡi này các vị căn tiên, cùng là căn thanh xuống miền mãi mê, quên đi lối cũ chẳng về, lòng đau dạ xót tái tê nào nùng. Tam quân buổi hà đợi cùng, lắng tâm nghe rõ trống thùng sắp bao ra. Ai mà hiểu được vậy mà, thì nên tỉnh giấc nam kha mộng trần. Nhắc trao tất cả từng phần, nơi đây cầm tu non thần ẩn danh. Mặt đời lòng giá cạnh tránh, thấp cao cao thấp dứt dành, với nhau lòng mẹ cảm nhận đớn đau. Thương cho sanh chúng máu đào tuôn rơi, nhân duyên đây tạm mấy lời. Sinh trên với đức cha trời thứ tha, hội đồng tam giáo vậy mà, Phật tiên thần thánh độ mà chúng sanh. Các nơi giác ngộ tâm thành, quay về nguồn cội điện lành mẹ ban, phủ che tất cả các hàng. Thanh nhi phải biết con đàn hồi quy, đến đây tạm mấy
lời thi gửi cho tất cả, vậy thì gần xa cùng nhau hiệp lực một nhà, thương nhau như thể ruột rà với nhau, đừng phân biệt kẻ thấp người cao, rồi đây phải chịu đớn đau chẳng tồn, nhắc cho sát lẫn phần hồn, trẻ già lớn nhỏ bảo tồn nhất môn. Mẹ hiền chuyển dần càng khôn, thương con mẹ bảo mẹ tồn cho con. Giờ đây ngoan hạ hao mòn, chọn người tài đức lòng son thảo hiền, diệt người hung bạo đạo điên, lập đời thánh trị mới yên nước nhà. Hôm nay tâm pháp diễn ra, chúc cho tất cả nhà nhà ấm no vạn niên, trọn vẹn dặn dò, mong sao tất cả cố lo kịp kỳ, cơ này mái tạo vô vi, chuyển xây rất gấp, vậy thì để huynh đến đây gói ghém chút tình, cuối lời chấm dứt lòng mình, chúc cho xa gần nhanh bước lên đò, để rồi chiến chót để cho kịp giờ. Bấy lâu ôm mãi ước mơ, bây giờ trống điểm bao giờ sang canh, chúc cho đời đạo viên thành, nguyện cầu cha mẹ điển lành bảo an, thi thơ chấm dứt mấy hàng, mong sao huynh đệ các hàng tri mình cảm thông một chút thâm tình, đôi lời dũng dại của mình liên trao. Tôi đây chẳng sắc chẳng màu, có tâm bi mẫn dạt dào xót thương, mấy lời trong cảnh trần dương, mong sao tất cả tình thương đại đồng, bởi vì dòng giống tiếng rồng vang lan đất Việt, con rồng
chào tiên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.